Giới thiệu với anh em một cây siêu siêu rí, dòng sen đột đỏ cánh tròn rất đẹp nha quý anh em. Cái này nó ra sen phơi lắm. Cái này mình mới làm lại từ chi đợt cuối, đang nuôi một cái đợt này anh em ha. Nuôi từ đợt trên này đến đợt này hiện tại là nuôi được khoảng 3 năm rồi mà vẫn chưa lớn quý anh em, nó mới bằng cái đầu đũa thôi nhưng mà nó đi dài nè. Đó, và hiện tại thì mình đang nuôi cho cái bánh tay này thế này, bánh tay này và bánh tay này và bánh tay này. Thì bánh tay ba này sẽ nuôi thêm còn tầm 2 năm nữa thì nó mới nên cơm cháo được. Nhưng mà nói chung là trong vòng khoảng năm nay thì cái phần bánh tay đó nó sẽ ra dày hơn và chưa mở kẽm được đâu, phải năm sau mới mở được. Đó, thì hầu như phần trên nó thành hết rồi thì bây giờ còn tới phần dưới. Đó thì mình quay hôm nay vừa giao lưu với anh em, anh em thích vẫn chuyển nhượng cho anh em. Nhưng mà anh em biết là để nuôi một cây đổ này thì nó trải với rất là nhiều quá trình và nó rất là công phu anh em ha. Rất công phu và lâu chứ không phải là màu ha. Tính từ tầm độ trở xuống vòng khoảng 1,5 m với nè. Nếu mình đo luôn trực tiếp đo thẳng từ trên xuống thì nó tầm cỡ 1m20 có đó, 20m1. Thì bộ thông tàn của nó là anh em tính là cỡ 45 50 cỡ chỗ 60, tính từ cái tàn ngang từ đây về 60 tầng kia 45 50 thôi. Nên anh em thấy không? Tên này thì đã mở hết thép anh nè, những cái đường riết của nó nè. Riết anh em ha, riết vô rồi để lọc dê ra luôn. Đây là phần đế rễ của nó nè, bề đế. Mấy cái hàng này hàng đời đầu của anh em, rất là đẹp nha. Và dòng này dòng xiên đột đỏ rất là đẹp. Thì anh em mình nhu cầu nhà ý sở hữu cái tác phẩm này cũng alo cho mình, số điện thoại Zalo 0932411987. Đây là mặt sau của nó nè. Cái góc hòn dưới đây cũng góc khoảng hòn 25 20 18 luôn nha. Và nuôi xuống nuôi rất là lâu đến cả ngày hôm nay. Không phải là mau anh em ha, nuôi một cây đổ thì bằng một rổ cây trực anh em ha. Đó. Anh em thấy không? Hình dung nó rất là dài anh em. Dài to lớn ha. Cập nhật video để quý anh em xem quá trình nó lớn thế nào. Một số anh em có giao dịch thì người ta cũng biết cái cây này nguồn gốc xuất xứ nó đâu. Lúc làm tay chi nó sao, lúc trái nó sao, anh em coi một cái chóp để mà nuôi nè. Cắt cái chóp đây. Cái này bằng cái ngón chân. Cái chóp đây mà nuôi cỡ cục này, nuôi lên bằng ngón tay này. Mà nuôi lên bằng ngón tay nè anh em ha. Mà nuôi đổ thì nước dẫn ngược rất là lâu lớn, anh em thấy tay cành nó dè hết mà thân của nó không lớn, anh em thấy chưa? Đó, anh em thấy coi cái dàn xương của nó này dày hết rồi, dày hết rồi, dè và dày hết rồi nhưng mà không có chịu lớn. Đó, thì anh em cứ hỏi tại sao lại người ta bán cây đổ nó hơi giá hơi cao hơn cây trực, thì lý do là người ta làm rất là lâu. Anh em mà để có được 10 cây, 100 cây trực thì hầu như người ta chỉ lựa ra được khoảng 10 đến 10 mấy 20 cây đổ thôi. Còn đó ví dụ vậy, đôi khi không có cây nào chẳng hạn, nó khó khăn là khó khăn chỗ đó. Nên anh em biết kẻ vườn của mình sở hữu trên kẻ 100 cây thành phẩm, nhưng mà anh em biết mình đổ thác đổ thành phẩm của mình hoặc là bán thành phẩm của mình thì chỉ tính được khoảng cỡ tầm 15-20 cây thôi đó. Chứ không nhiều nhà quý nha. Hầu như đổ mà nuôi đổ thì hầu như là rất là khó khăn, và mình thì rất là thích đổ. Thì anh em thích cái tác phẩm alo ha, và số điện thoại Zalo 0932411987. Đấy. Thì hiện tại trên thị trường nó có rất là nhiều dòng nha quý anh em, chứ không phải đơn giản như anh em mình nghĩ là cứ hai châu là có là chơi được đâu nha. Mình cứ nói vậy thôi, anh em tìm hiểu thêm ha. Nói đi ra lại hoài là xanh được chỗ không hay. Anh em nhu cầu nhảy sở tác phẩm alo và số điện thoại Zalo 0932411987. Cảm ơn quý anh em rất nhiều nha.